Đang đi ghi hình một cái miếng đất chủ nhân đang cần bán tại ấp 1 của Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì đây là con đường mà mặt tiền của tỉnh lộ 816. Phạm Hiếu, bán đất phường Long An, xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè nha. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2020, thì Phạm Hiếu đang đi ghi hình miếng đất này của chủ nhân, đang nhờ Hiếu bán quả tóc, bán gấp. Và miếng đất này tọa lạc tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Miếng đất này là đường xe ba gác cũng như phương tiện xe Honda, đường đã xanh, và đi ra chợ Bình Hòa Nam mắc một cây hai số và con đường tỉnh lộ 816 đó anh em, và về lại thành phố Hồ Chí Minh rất là rằng. Và trở lại miếng đất này, Hiếu mời anh em theo dõi trực diện. Miếng đất này là mặt tiền của nó là 28m2 anh em, chiều sâu vô là 43m, và chủ nhân cũng đã múc bờ cao ráo để giữ đất. Và miếng đất này là đang kêu bán 700 triệu, đất rừng sản xuất, được xây dựng nhà thoải mái và bao sổ hồng chính chủ cho anh em luôn anh em, và sổ này sổ riêng anh em, và mua bán công chứng mau lẹ. Thì miếng đất này là được 4 cái bờ cao ráo hết rồi, cao ráo cứng chắc hết rồi, và chủ nhân cũng rất là thiện chí bán. Thì miếng đất này rất là thích hợp đối với các anh chị em có nhu cầu làm nhà vườn và mua đầu tư, thì rất là phù hợp. Và trong cái thời điểm này thì chủ đang rất là kẹt tiền. Thì miếng đất này nó đối diện với một cái ngôi nhà, và miếng đất này điện nước đầy đủ, wifi tới chỗ luôn anh em. Đó, thì trên miếng đất này là mặt tiền đường đá xanh, đường đá xanh xe hai ba gác, cũng như anh em thấy không, cột điện đầy đủ hết. Và nhà cửa thì khu này là nhà vườn không anh em. Khu này là miếng đất này á, phía trước này là anh em đi thẳng ra chừng khoảng 50m thôi là anh em gặp sông dầm cỏ đông rồi, rất là đẹp anh em. Đó, và ở dưới miếng đất mình á là có một cái bên đó là đối diện miếng đất mình là cái đường đá xanh luôn anh em. Người dân đang đi. Và đối diện trước mặt miếng đất mình là một cái kênh nước trong veo, để thích hợp cho mình làm một cái ngôi nhà vườn để nghỉ dưỡng và ngắm nhìn cái bờ kênh rất là đẹp. Đó anh em thấy không? Thì miếng đất này á là người ta đã múc rồi, cao ráo cứng chắc, và có những cái cây dừa này rất là đẹp. Và trước cửa miếng đất này đó thì người ta cũng sẽ tặng cho mình để mình uống trái, lấy trái uống nước đó. Và anh em thấy không, cái bờ kênh đối diện mình rất là đẹp đó, bờ bển thì cũng có là cái đường đá xanh luôn đó. Thì Hiếu mời anh em xem nha, xem giúp Hiếu. Đó thì lại quay cái cây dừa cho anh em thấy luôn. Cây dừa thì người ta cũng hiến tặng cho mình để mình uống, mình lấy trái uống nước mát rất là ngon. Và dừa này là dừa sim lùng anh em, rất là đẹp. Đó thì bây giờ mời anh em đi. Đó, dừa dứa. Đó thì anh em thấy không, nước nôi đầy đủ luôn. Ở đó thì mình xây dựng là một cái nhà vườn ở đây nghỉ dưỡng, thì Hiếu nghĩ là rất là đẹp, và giá thì cũng rất là mềm, tương thích với cái thời điểm này. Và anh em thấy điện đầy đủ, cột điện đầy đủ anh em, cột điện đầy đủ đó. Và đất đó là rất là vuông, cực kỳ là vuông anh em. Đó thì anh em thấy không, anh em có nhu cầu thì gọi liền, gọi ngay cho Hiếu, thì Hiếu mời anh em đi xem miếng đất này. Nó rất là rằng, và về thành phố Hồ Chí Minh nó mất khoảng chừng 36 km, nơi công viên Phú Lâm đó, và về bằng phương tiện xe Honda cũng như xe hơi đầy đủ luôn tới đất anh em. Đó thì đất này là sổ hồng chính chủ, nghe sổ riêng và mua công chứng mau lẹ. Anh em cố gắng xem, và có nhu cầu muốn làm một cái ngôi nhà vườn để an bình, để mà nghỉ dưỡng sau những ngày thứ bảy, những ngày chủ nhật và những ngày lễ Tết, thì về đây rất là phù hợp và rất là mát mẻ, có sông, có nước và có đường lộ đá xanh, thích hợp cho mình để mình an cư lạc nghiệp, nghỉ dưỡng cái tuổi điền niên. Một lần nữa xin cảm ơn các anh em đã dành 5 phút theo dõi video của Phạm Hiếu bán đất vườn Long An, cũng như cảm ơn các anh em đã đăng ký kênh YouTube của Phạm Hiếu và ủng hộ Hiếu trên những video hôm nay và những video tiếp theo, để Hiếu có được nhiều động lực tìm những miếng đất chính chủ giá rẻ để anh em đầu tư cũng như mua làm nhà vườn để sau này về nghỉ dưỡng. Thì chúc tất cả anh em được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc cát tường. Và Hiếu đi lên đây một chút xíu để quay cho anh em thấy là con đường đá xanh, và nó cũng rất là đẹp đó. Thì anh em thấy không, đường đá xanh của làng quê rất là yên bình. Và trở lại miếng đất một chút xíu, anh em thấy không, nói chung rõ ràng và rất là đẹp anh em. Giá cả thì Hiếu cũng đã nêu lên trên kênh YouTube, và chủ nhân có nói là vẫn còn thương lượng nhẹ cho mình.